thân vì chính nghĩa. Oh yeah. Những gương mặt sáng lửa cháy sáng bừng trong trái tim, những gương mặt sáng vì nghĩa luôn xa tàn. Những gương mặt sáng bạn ơi nhắc mình luôn vững tin, những gương mặt sáng mặc gió mưa cát cạn. Nào bạn ơi cùng nhau ta tiến lên, đừng quan tâm lý do người ta nói, đừng lung lay ý chí của riêng mình, cùng mở ra sức xe liên hệ. Chào các bạn, tớ là Sirius. Ngày anh tớ đón tớ tới thành phố lớn đã xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Thì ra chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ mà bên tớ từ nhỏ tới lớn có một nguồn năng lượng vô cùng thần bí. Nó là một đội cùng với một chiếc xe đỏ khác. Thần kỳ nhất là hai chiếc có thể hợp thể lại với nhau, biến thành một siêu xe thần thú cực cool ngầu. Và càng thần kỳ hơn nữa là những con siêu xe này, tất cả chúng đều có linh hồn. Thì ra trò chơi siêu xe biến hình này có thật. Những người sở hữu những con siêu xe thần thú này được gọi là siêu xe chủ. Những chiếc xe hợp thể trở thành những con quái thú mạnh mẽ. Hãy gia nhập vào quyết đấu siêu xe của chúng tôi, cùng nhau đi săn nào. Trong câu chuyện của tập trước, Luffy, Hida, Julian gặp phải những con siêu xe thần thú nổi điên. Luffy và Julian cuối cùng cũng học được cách lắng nghe ý kiến của nhau, cùng nhau hợp sức đánh bại những siêu xe nổi điên. Sau khi Sirius dụ dỗ siêu xe thần thú người khổng lồ, Hida xuất hiện, kéo Sirius thoát khỏi nguy hiểm. Bob, diễn đi! Bão phá băng! Đồ mũi! Cái gì? Trước giờ chưa có kẻ nào dám đỡ chiêu này của Quốc. Còn đang ngạc nhiên chứ gì? Giờ tới lượt ta. Là Liêu, tốt quá rồi. Vô ảnh quang. Tấn công hắn từ hai phía. Đang tìm ta chứ gì? Tớ thấy lạ lắm. Tại sao Reagan Zenbat biết được hướng tấn công của chúng ta chứ? Cũng đúng ha. Tùy cơ ứng biến. Càng ở lại đây lâu thì oxy sẽ càng ít dần. Phải đánh nhanh thắng nhanh thôi. Wolf, không được để Reagan Zenbat lại gần hang động. Hiểu rồi. Người đang định đi đâu vậy? Bọn ta ở đây mà.
Anh ơi, anh nghe thấy em nói gì không? Anh ơi, Jack đang lo cho mình. Mình không thể để em ấy biết mình làm sao được. Nghe nè, anh không sao hết. Anh sẽ nghĩ cách ra khỏi đây. Chỉ có đánh bại Reagan Zanbat mới có thể đưa anh ấy ra khỏi đây một cách an toàn. Chẳng lẽ cuối cùng ta cũng hiểu các ngươi đang chơi trò gì. Anh Leo, đồ chúng ta đem theo không đủ. Phải tránh nắng, tránh để cơ thể mất nước. Ngươi có biện pháp của ngươi, ta có biện pháp của ta. Không cần ngươi phải nhắc đâu. Hai người vẫn tốt hơn một người mà. Sao em lại không hiểu chứ? Bớt ra lệnh cho ta đi. Ta chỉ tin vào thực tế, chứ không tin vào phán đoán của ngươi. Chúng ta làm gì để tới nước này chứ? Cơ hội đến rồi. Thì ra ngươi là kẻ đã nghe lén bọn ta và dùng sóng âm tình báo báo cho Reagan Sandbat. Cái gì? Làm sao mà các ngươi lại thấy em trai ta? Rồi sao? Hai đấu hai công bằng rồi chứ gì? Lại có thêm một kẻ địch. Công bằng lắm. Quốc, băng lăng kiếm. Đáng ghét, các người làm ta tức giận rồi đó. Nếu ta và anh kết hợp lại với nhau thì... Đúng rồi. Nếu gặp hoàn cảnh này, anh Leo sẽ làm gì? Quốc, nghe nè. Kẻ địch dựa vào sóng âm của các đoàn tấn công để phán đoán ra tấn công của mình. Nếu đoàn tấn công của cậu vượt qua tốc độ âm thanh thì... Nhanh, cho chúng thấy được sức mạnh của song kiếm hợp bích đi. Quốc, hàng băng thực hành. Tiger, tới lượt cậu rồi. Nằm mơ sao? Đòn tấn công của ngươi không đánh trúng được ta đâu. Chưa chắc. Liêu, nghe tớ không? Tớ đang cần sức mạnh. Tớ biết rồi. Hãy biến thành cây kiếm của tớ. Hổ Dương phá sơn kiếm.
Sao có thể như vậy? Các người, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về bọn ta thôi. Ta ghét loài người các ngươi. Biến mất rồi. Chẳng lẽ những con siêu xe thần thú bị đánh bại ở thế giới siêu xe đều chết thật luôn hay sao? Tại sao tên đó lại ghét loài người chứ? Chắc từng bị loài người bỏ rơi đánh đập nên mới sinh ra nỗi hận thù với loài người. Hắn thật đáng thương. Jack, em có bị thương ở đâu không? Còn giả bộ. Rõ ràng là anh bị thương nặng hơn em mà. Thật hả? Anh quan tâm ân nhân cứu mạng của mình cũng không được sao? Em không. Em không. Dù em có là người chỉ đạo, nhưng em cũng không thể mượn kiếm của anh không trả được. Ai mà thèm cái kiếm gỗ đó chứ? Trời ơi, tớ mà biết trạm tiếp theo là sa mạc thì đã mang theo ít cục băng ở kết giới băng rồi. Giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Ánh nắng mặt trời ấm áp thật là tuyệt. Khí lực của tớ đã hồi phục được 80% rồi. Đủ rồi đó. Tớ sắp thành miếng bít tết trong nhà hàng đồ Tây bị mặt trời thiêu chín rồi. Làn da trắng nõn nà của tớ cũng bị sạm nắng rồi. Biết thế không vào thế giới siêu xe cứu cậu. Sách của thế giới loài người đều nói nên tắm nắng nhiều vô, rất có lợi cho sức khỏe mà. Nhưng hôm nay tớ hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời nhiều hơn gấp mấy lần cả đời tớ cộng lại. Chịu không nổi nữa rồi. Cứu tôi với, nóng quá, nóng quá. Sirius, chờ đã. Nè, đó là... Tốt quá. Mấy bức tường đá này cứng ghê. Người ở đây chắc toàn là Hercules. Ida, làm gì vậy? Ida, cậu uống chậm thôi. Cẩn thận sặc đó. Không ngờ ở đây lại có nước hoa quả ngon ngọt như vậy. Tuyệt quá đi. Chủ tiệm đâu rồi? Nước hoa quả ở đây có thể uống không ta? Kệ đi, tí nữa chủ tiệm đến thì tính tiền thôi. Dám làm gì chị đây uống nước vậy? Đừng chạy, ngươi thật không biết điều. Trả nước hoa quả lại cho ta. Ida, ở đâu rồi? Rõ ràng là nó chạy về phía làng mà. Đáng ghét, phải tìm nó cho bằng được. Tối nay phải cống nạp rồi đó. Thì ra cậu tên Fire Kangaroo. Cảm ơn đồ ăn của cậu nha. Vậy tha cho cậu đó. Không sao, dù sao cũng đem đi cống nạp hết thôi. Thà ăn đi còn hơn.
Cống nạp hả? Vậy bọn tớ ăn chắc cũng không có vấn đề gì ha. Yên tâm đi. Mà sao mấy cậu lại tới đây vậy? Bọn tớ hả? Đang tìm đường tới tháp khống chế năng lượng X. Nhưng mà nóng quá đi, nên bọn tớ định tối mới đi qua sa mạc. Buổi tối ở sa mạc rất là nguy hiểm. Các cậu tuyệt đối không được đi qua đó vào buổi tối. Tại sao? Buổi tối là thời gian hoạt động của ác quỷ sa mạc. Đây là cống phẩm của dân làng cho hắn đó. Cái gì? Vậy sao lại cho bọn tớ? Chẳng lẽ ban nãy tôi bị rượt đuổi là do cái này hả? Chuyện đó bắt đầu từ nửa năm trước. Lúc đó thị trấn này vẫn là một nơi vô cùng sầm uất. Thị trấn là trạm dừng chân ưa thích của những người đi qua sa mạc. Nhưng không được bao lâu, ác quỷ sa mạc xuất hiện. Những người đi qua sa mạc hoang mang. Người dân làng cũng sợ ác quỷ hoành hành, nên ngày ngày cực khổ tích cóp thực phẩm để cống nạp cho ác quỷ. Vậy nên tớ phải bảo vệ thị trấn này, tiêu diệt ác quỷ sa mạc, lấy lại lương thực thực phẩm cho dân làng. Nè, các cậu có nghe tớ nói không vậy? Buổi tối ở sa mạc cực kỳ nguy hiểm đó. Không sao đâu, yên tâm đi. Thật là... Tỉnh rồi hả? Không ngờ buổi tối ở sa mạc lạnh như vậy. Đi ra dậy rồi, chúng ta xuất phát thôi. Ôi, đi sớm vậy sao? Bây giờ mát hơn chút xíu rồi. Hida, cậu cố gắng đi. Khoan đã, các cậu muốn đi qua sa mạc giờ này thật sao? Sao vậy? Đồng đội của bọn tớ không biết chừng đang chờ bọn tớ ở bên kia. Nhưng sa mạc buổi tối rất đáng sợ. Vậy cậu nghĩ xem bọn tớ phải làm sao? Buổi tối mát mẻ rồi thì mới đi được chứ. Vậy để tớ đưa các cậu đi qua sào huyệt của ác quỷ sa mạc rồi hãy vượt sa mạc. Lên ta sẽ thân từ chính nghĩa. Oh yeah. Những gương mặt sáng.